loại đuôi chồn trắng này, hoa của nó màu trắng. Còn bên này là đuôi chồn tím các bạn này. Đó. Nói chung cái loại nó dài dài như này, người ta gọi là lan đuôi chồn. Đó, màu tím thì gọi là đuôi chồn tím, còn ngoài trắng gọi là đuôi chồn trắng các bạn nhá. Đó. Như giỏ này là 1,5 triệu các bạn này. Đó. Rất là đẹp. Các bạn thấy hoa của nó này. Hoa rất là đẹp luôn. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Lắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay tiếp tục mình lại ra khu vực chợ lan rừng cây cảnh để đưa mọi người đi khám phá khu vực chợ lan rừng cây cảnh, xem hôm nay có điều gì đặc biệt không nhá. Và đồng thời hôm nay mình ra đấy mình tìm một số loại cây rừng cây cảnh và phôi cây gỗ gửi vào trong miền Nam cho một số bạn có nhờ mình lấy hộ. Và bây giờ xin kính mời toàn thể quý vị khán giả cùng theo chân mình ra khu vực chợ lan rừng cây cảnh nhá. Sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình đã đến cái khu vực mà bán phôi cây gỗ các bạn ạ. Tức là những cây gỗ nó mục lát hết rồi, còn mỗi cái lõi đấy. Thì hôm nay là mình đi tìm cái phôi gỗ mặt nó sần sùi cho một bạn trong Sài Gòn. Nhưng mà nhìn qua đây thì là không có các bạn ạ. Đó, rất là tiếc. Nó tùy từng hôm. Như hôm nay là không có các bạn nhá. Đó, toàn những cái khúc gỗ nó khác thôi. Không đúng cái loại mà một bạn ở trong miền Nam có nhờ mình lấy hộ. Đó thì ở đây thì là có một số loại phôi gỗ khá là đẹp, khá là bắt mắt các bạn này. Đó, hình thù rất là lạ, độc lạ. Cái này các bạn lấy về trang trí trong nhà này, trang trí trong cửa hàng này. Đó thì cũng rất là bắt mắt, rất là đẹp các bạn nhá. Đó, những quán nước, quán ăn, quán phở hoặc là chỗ các bạn nghỉ ngơi, uống nước chè đây. Thì các bạn lấy cái này về đặt vào đấy thì là khá là tuyệt vời. Đó, cái này thì có nhiều hình thức chơi các bạn ạ. Có nhiều kiểu, nhiều người ta sẽ chế thành cái vòi nước ấy. Đó, cho nó phun nước từ trên xuống dưới. Hoặc là nhiều người thì để không như này. Nói chung là đây là những cái khúc gỗ còn nguyên bản ở trên rừng ấy. Nó có hình thù tự nhiên như thế này. Thì người ta lấy về đây mang ra chợ bán cho khách. Còn khi khách ưng loại nào thì lấy loại đấy. Và về các bạn có nhiều kiểu chế tác khác nhau. Đó, thích chế ra kiểu gì thì chế, hoặc là thêm tắt như nào cho nó đúng ý của mình là tùy các bạn. Còn đây là những cây hình thù nó từ ban đầu các bạn ạ. Đó, những cái gốc cây ở đây chủ đạo là gốc cây xoan là nhiều. Đó, nó mục lát hết cây thân rồi, còn mỗi cái lõi của nó các bạn nhé. Đó, nhìn khá là bắt mắt, khá là thú vị các bạn ạ. Nói chung là đây là một cái món hàng khá là lạ ở trên núi rừng Tây Bắc. Bạn nào mà lấy loại gì thì các bạn alo cho mình nhá. Nhắn tin gọi điện qua Facebook, qua Zalo, số điện thoại và Facebook Zalo của mình để sẵn ở trên màn hình rồi. Đó, số điện thoại đấy là vừa là số Zalo luôn, vừa là số Facebook luôn các bạn ạ. Các bạn cứ nhập cái số điện thoại đấy vào là tìm ra ngay cả Facebook với cả Zalo. Hoặc các bạn nào mà không dùng Facebook Zalo thì các bạn có thể nhắn tin gọi điện trực tiếp cho mình cũng được. Các bạn lấy loại nào thì mình gửi cho bạn loại đấy. Nó có nhiều kiểu các bạn ạ. Cái này thì mình bảo đảm là gửi cho các bạn một cách nó cẩn thận nhất, tránh bị sứt sát hỏng. Đó các bạn ạ. Đây là những cái khúc gỗ này nó lỗ chỗ các bạn này. Đó, hình như kiểu tổ ong ấy. Cái này nó là tự nhiên các bạn nhá, không phải do bàn tay con người đâu. Đó, mặt bên này thì người ta cũng gọi là chặt về các bạn ạ. Đây là như kiểu là một cái khúc cây to ấy, hoặc là một cái nhánh cây dài ấy. Người ta phải dùng dao chặt các bạn ạ. Đây, nốt dao chặt, không phải máy cưa đâu các bạn nhé. Nói chung là phải chặt thì mới mang ra chợ được, chứ để mà khúc cây to quá là to trên rừng thì không thể về được các bạn ạ. Đó, ở đây có cái gốc cây này quá là to các bạn ạ. Hôm nay thì có mấy cái loại to này. Ôi, nó như kiểu là trong cái hầm luôn ạ. Đó, giống như kiểu những cái tòa tháp ấy. Bên này cũng vậy các bạn này. Đó, bên này cũng thế này. Nói chung là hôm nay có mấy cây to này các bạn ạ. Cây kia cũng rất là to luôn. Đó, có nhiều bạn thì thích cây bé, có nhiều bạn thì thích cây to, nó tùy.
Như đây là một cái gốc cũng bằng các bạn này. Cây này là mình nghĩ là nó cũng cao ấy, hoặc là như thế nào đấy, trên nó xấu hơn thì người ta sẽ cắt bỏ đi, để lại cái mặt phẳng như thế này này, đó. Hoặc có khi là nó là cái của cây này lối sang các bạn ạ, có khi là của cây này lối sang ấy, bởi vì nó cao quá không dựng được, cây nó đổ ấy, thì có thể là người ta cắt thành một khúc nhỏ ra đây, đó. Thì là khá là hay các bạn nhé, cái này lấy về làm đồ trang trí thì rất là tuyệt vời luôn. Đây đây này các bạn này, đó. Gốc này là gốc gì muốn cho đem xì này. Đó. Cái này gỗ xoan các bạn ạ, nhìn kỹ này thì là gỗ xoan nhá. Đó. Bên đằng đấy này. Lõm lồi các bạn ạ. Nói chung là cái này khá là đẹp. Còn cái này thì giống như kiểu vỉa đá các bạn này, giống như kiểu đá tai mèo ở bên Hà Giang ấy. Đó. Nó trơ cái đầu nhọn ra này. Nói chung là quá là tuyệt vời các bạn ạ. Cái này trong miền Nam hoặc dưới xuôi thì là rất là ưu chuộng cái này. Bên nước ngoài cũng có mấy bạn là bảo là có gửi được sang đấy không thì không gửi được các bạn ạ. Khó gửi lắm, bây giờ gửi sang nước ngoài thì khó gửi lắm, gửi trong nước thì còn gửi được thôi chứ gửi sang nước ngoài thì hơi khó. Bên này cũng thế các bạn nhé. Khá là nhiều, hôm nay là có bằng này các bạn ạ, mình phải đi sớm. Không thì là khách thì xuôi ấy, họ lên trên này họ đi chơi xong là họ mua những cái khúc đẹp thì là không có gì để cho các bạn xem được. Những cái khúc này nó cũng rẻ các bạn ạ, từ mấy trăm nghìn đến hơn 1 triệu thôi. Càng bé thì càng rẻ, càng to thì càng đắt. Nói chung là nó không phải là quá đắt, nó tầm giá gọi là bình dân thôi, để cho anh em có thể là chơi cái này là được. Thế đây có phải là gốc của nó không? Gốc của cây này phải không? Không phải, cái này là gốc của cái kia. Cái này là gốc của cây cao cao ngoài kia. Không phải, cái cao cái con dây. Nói chung là nó có một cái đoạn nữa ở ngoài kia. Còn đây là những anh ấy cho em hỏi là cái cây này là nó bằng gỗ gì đấy anh? Gỗ dổi những cây này là gỗ dổi. Còn ngoài xa kia thì có một số loại bằng gỗ xoan này. Đó. Nói chung ở đây có một số loại dổi này, xoan này, gù hương. Đó, nó có mấy loại này mình ơi. Cây này quá là cao các bạn ạ, tí nữa mình sang mặt bên sau các bạn nhé. Bây giờ mình ra cái chỗ này. Đây những cái chỗ này là mấy cây là gù hương các bạn ạ. Đó. Các anh bảo là gỗ gù hương các bạn nhá, nó có cái mùi thơm thơm ấy. Đặc trưng của gù hương. Đặc biệt là cái đốt lên ấy nó có mùi thơm. Gù hương với cả pơ mu nó cũng có cái mùi đặc trưng của nó. Thường thường là các bạn hay lấy về để trong nhà ấy, cho nó cho muỗi nó không đến gần các bạn ạ, để đuổi muỗi. Bây giờ mình vòng ra đằng sau xem cái cây to này các bạn này. Wow, các bạn đây thấy chưa? Đó, cây này là cây dổi các bạn nhé. Đó. Cho máy chui vào trong này luôn này. Đó. Gỗ gù hương các bạn ạ. Còn này là cho máy quay ngược lên trên xem. Các bạn có thấy gì không? Đó, trên này cũng rất nhiều những cái hình thù khá là đẹp, khá là bắt mắt. Đây là gỗ cây dổi các bạn nhé. Cây dổi là cây mà có cái hạt của nó người ta thường dùng làm gia vị chấm, như là chấm thịt này, chấm gà này. Đấy, hạt dổi các bạn thấy rồi, là một cái loại gia vị rất là nổi tiếng, rất là thơm ở Tây Bắc mình. Và các bạn nào có lấy hạt dổi thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình. Đó. Nói chung là các bạn cứ lấy các loại mặt hàng gì, thảo dược gì thì các bạn cứ alo trực tiếp với mình hoặc là nhắn tin qua Facebook, qua Zalo. Đó các bạn ạ. Cây dổi quá là cao luôn các bạn này. Từ trước đến giờ mình đi quay ở cái chợ Lan Rừng Cây Cảnh này, mình thấy cái khúc này là cao nhất các bạn nhá, nó cao tầm hơn 2 mét các bạn ạ, gần 3 mét.
quá là cao luôn các bạn ạ. Đó, các bạn nào mà lấy thì các bạn liên hệ với mình nhá. Ôi cao quá. Thôi bây giờ mình đi chỗ khác thôi. Ở chỗ này được một lúc rồi. Bây giờ mình tiến vào cái khu vực lan rừng các bạn ạ. Đây là cái khu vực phôi gỗ thôi. Đó, sau khi mà ra khỏi cái khu vực đấy thì bây giờ mình đang tiếp tục tiến vào bên trong các bạn ạ. Bên trong này mới là cái khu vực chợ lan rừng cây cảnh chính này, với rất nhiều những cái loại cây cảnh là loại lan rừng ở trên vùng cao mà đồng bào người Mông này, người Dao này, người Lùng này, người ta lấy về mang ra chợ bán. Đó, như chỗ này là người ta bán một cái bàn cây sen đá các bạn này, gồm có 2 tầng các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa, sen đá khá là đẹp này, khá là bắt mắt này. Ở đây thì có khoảng gần 100 giỏ với đủ các thể loại kích cỡ khác nhau, rất là xinh xắn các bạn ạ, xinh xắn đẹp đẽ. Đó, người ta chăm sóc rất là kỹ càng cẩn thận mới có được những cái giỏ sen đá như thế này nhá. Đó, trên Tây Bắc thì bán rất nhiều loại, đây là một trong những loại như vậy, thì nó khá là đẹp, khá là bắt mắt. Cái này thì là chăm sóc thì cũng không phải là quá là khó đâu các bạn ạ, chăm sóc nó cũng dễ thôi, những loại này cũng nó cũng dễ sống các bạn nhá. Đó, các bạn nào mà lấy loại gì thì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình, hoặc là nhắn tin cho mình qua số điện thoại, qua Zalo, qua Facebook. Tất cả mình để hết ở trên màn hình đấy, các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp rất là rõ ràng rồi. Đó các bạn ạ, sen đá ở trên chợ lan rừng cây cảnh rất là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Chỗ này là khu vực những cái giỏ nó nhỏ nhỏ thôi này, những cái này thì nó cũng không phải là quá đắt đâu các bạn ạ, nó tầm khoảng nào loại nhỏ thì là mấy chục nghìn, loại to thì trên 100 nghìn cũng có, loại đắt hơn thì là tầm khoảng mấy trăm thôi. Đó, nói chung là nó cũng không phải là quá là đắt, các bạn vẫn có thể lấy về được để làm đồ chơi trang trí các bạn nhé. Đó, quá là tuyệt vời các bạn ạ. Đó, mình thấy cái cây này tím tím này khá là đẹp các bạn này. Đó, còn cái này thì giống như kiểu là một cái bắp cải ấy. Và bên cạnh là một cây nó đã ra hoa các bạn này. Đó, đây là hoa của nó nha, hoa của nó cũng nhỏ nhỏ rồi, nhỏ nhỏ xinh xinh. Quay cả vào bên à, nó có cái màu màu hồng hồng pha lẫn màu vàng các bạn ạ. Đó, có lụ này và có hoa đang nở rồi. Đó, nói chung là đây là một cái bàn bán cây sen đá khá là đẹp. Bạn nào có nhu cầu thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhá. Đó, như cây này cũng ra hoa các bạn này, cái hoa nhỏ nhắn xinh xắn thôi các bạn ạ. Đó, mà lúc này là em chủ em cũng đang bê ra các bạn này. Đó, đó, em kia là em chủ bán hàng. Nói chung là bây giờ vẫn sớm, người ta vừa bày ra vừa bán thôi, và cái lượng khách đến đây đang bắt đầu đến dần các bạn ạ. Ở chỗ này cũng có một cây nữa này các bạn này, nó cũng nhỏ nhắn xinh. Còn một số loại cây bonsai nhỏ nhỏ nữa cơ, mới đầu là mình tưởng là có bằng này thôi. À, em ơi, đây là cây gì hả em? À, nhưng mà những cây này đắt tiền không em? Đắt đâu ạ, 200 một cây. À, em bảo là nó cũng không đắt đâu các bạn ạ, 200 nghìn một cây thôi. Đó, những cây bonsai nhỏ nhắn xinh xắn rất là đẹp. Lần trước các bạn có xem video và các bạn có bình luận là khi quay cây bonsai thì quay kỹ một chút, thì hôm nay là mình cũng rất là may mắn và vô tình đấy gặp được hai cái chậu bonsai ở đây. Nó không phải là quá là to mà cũng không phải là quá là nhỏ, nên là mình sẽ quay kỹ một chút cho bạn xem về cái vóc dáng của nó, cái thế của nó các bạn nhé. Đó, không biết là trong kia còn nhiều nữa không thì chưa biết được. Đó, bạn này, chỗ này là gốc của nó này, gốc người ta uốn này, khá là dẻo các bạn nhé. Đó, ở bên trên này là thân của nó này, người ta cũng uốn bằng cái dây đồng để tạo cho nó cái thế cố định cho nó. Bên này cũng vậy các bạn này. Đó, nói chung là cái loại này thì khá là hiếm ở trên vùng cao. Đây là hai cái thế của hai cây này.
các bạn nào mà chơi cái dòng bonsai này, các bạn cho mình xin ý kiến nhé, xem cái thế này đẹp chưa hay là nó như thế nào. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đấy. Ngoài hai cây ra thì chỗ này có một cái chậu nữa các bạn này. Không biết là chậu hay là bể nữa, người ta đóng vào cái hộp gỗ ấy. Đây, có hai tầng các bạn nhá, tầng trên và tầng dưới. Đó, nếu mà tính ra bậc thì nó có 3 bậc. Đó. Như cây này thì nó dài các bạn này. Đó, nó dài xong rồi nó thả trong đây như kiểu là mái tóc của người thiếu nữ ấy, đang buông thả xuống ấy. Đó, và chỗ này có một hai cây, cây này giống cây xương rồng các bạn ạ. Nó có hoa các bạn này, hoa của nó màu trắng trắng các bạn nhá, màu trắng phớt phớt hồng, khá là ấn tượng các bạn nhá. Đó, quá là tuyệt vời các bạn ạ. Vậy là từ nãy giờ là mình đã quay chỗ này cũng khá là kỹ rồi, một số loại chậu sen đá cho bạn xem và trải nghiệm cái hình hài và sắc hoa của nó. Thì bây giờ mình tiếp tục tiến vào bên trong chợ lan rừng cây cảnh các bạn nhé. Sau một lúc di chuyển thì bây giờ mình đã đến cái khu vực bán lan rừng cây cảnh các bạn ạ. Đó, hôm nay là cũng khá là nhiều các bạn ơi, nhiều chưa, hút ngàn rồi các bạn này. Đầu tiên thì các bạn nhá, đầu tiên chỗ này là những cây táo mèo các bạn này, hay còn gọi là táo rừng. Đó, những cây này còn nhỏ này, đã có quả các bạn này. Đó, ở đây người ta đánh từng bầu một mang ra chợ bán này. Đó, những cây táo mèo các bạn thấy là ở trên Bát Sát này, trên Bắc Hà này, Simacai này. Đó, người ta bán rất nhiều những cái quả táo mèo, đặc biệt là trong mùa hè ấy. Thì đây là những cây nhỏ của nó các bạn này. Đó. À, chào anh nhá, anh ơi cho em hỏi một chút là những cây táo mèo này bao tiền một cây đây ạ? Cây này. Đó, những cây to to này bao tiền một cây đây ạ? Cây to to là 100 đến 150. À, 100 đến 150. Nó cũng rẻ thôi các bạn ạ, mới đầu mình tưởng là đắt hơn. Nhưng mà có 100 đến 150 thôi những cây táo mèo. Đó, loại này là nhỏ các bạn ạ. Nó có giá như vậy. Các bạn nào mà có nhu cầu đấy thì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình nhá, hoặc nhắn tin cũng được. Có những cây táo mèo người ta bó từng, người ta đánh vào từng gốc các bạn này, người ta đánh rất là cẩn thận rồi, nó có bầu tử tế luôn. Và các bạn chỉ việc trồng là sống thôi. Bây giờ đang là mùa hè thì các bạn trồng thì các bạn che lắng cho nó là đảm bảo sống 100%. Những loại cây này nó dễ sống các bạn ạ. Đó, cây táo mèo. Và tiếp theo là bên này là những giống lan rừng các bạn này, địa lan các bạn ạ. À, chú ơi, cho cháu hỏi đây là cây gì đấy ạ? Cái này cái là tinh là không biết tinh gì. À, không biết tên là cây gì, nhưng mà cái này nó vẫn có hoa đúng không? Có đấy, cái này có hoa đấy. À, nó có hoa đẹp đúng không? À, cây này người ta bó sẵn các bạn này, đó, bó sẵn đây rồi. Có cả rễ rất nhiều các bạn nhá. Cây này là mọc ở trên thân cây khác này, dạng kiểu tầm gửi các bạn ạ. Đó. Bao tiền gốc này hả chú? Có là 50.000 các bạn. 50.000 gốc này. À. Thế tầm bao giờ thì nó ra hoa? Thì là mấy tháng rồi. À, nó sắp ra hoa chưa ấy? Sắp ra rồi. À, sắp ra hoa rồi. Cái này dài một tí sọc hoa đang nhá. À, dài một tí nữa là ra hoa. Đó. À, dài một tí nữa là ra hoa. Đó, một giống lan rừng các bạn ạ. Đây là cũng là lan rừng này. Cái loại này thì là hoa của nó khá là đẹp các bạn ạ. Đây là giống lan trồn này, loại màu vàng các bạn ạ. Nó có nhiều loại màu hồng có, màu tím có, nhưng đây là loại màu vàng các bạn nhá. Sở dĩ nó có tên là giống lan trồn bởi vì là cái bông hoa của nó dài giống kiểu đuôi trồn ấy, người ta đặt tên là giống lan trồn này. Đó. Thế đây là cây hoa gì hả chú? Đó, và tiếp theo có một loại cây cảnh nữa, cũng là một giống lan rừng. Đó, loại này thì mọc dưới đất này các bạn này. Hoa của nó khá là đẹp luôn, hoa của nó là màu tím tím này, màu vàng vàng nữa. Đó.
cái này người ta đóng sẵn từng bầu một rồi, các bạn chỉ việc lấy về trồng thôi. Đó. Các bạn nào mà thích loại nào các bạn có thể liên hệ với mình nhá. Và những giống cây cảnh nan rừng người ta lấy trên núi rừng về không mà mang ra chợ bán các bạn ạ. Hôm nay thì là khá là nhiều. Nhiều ngút ngàn các bạn nhá. Đây là một cây cảnh khác các bạn này. Đó. Ở đây thì chỉ có những bạn nào mà đam mê cây cảnh này, hiểu về cây cảnh này, biết được nhiều loại thì các bạn có thể biết tên được của nó. Còn ở trên này thì bà con dân bản thì người ta thấy nó đẹp này, thấy nó lạ này thì người ta mang chợ, người ta lấy về mang ra chợ bán thôi, cho khách du lịch thôi. Chứ hỏi tên thì nhiều người cũng không biết tên, thậm chí và chính cái chủ bán ấy cũng không biết tên là cây hoa gì luôn. Đó, người ta chỉ thấy là nó lạ, nó đẹp thì mang ra đây bán thôi. Đó, gọi là chợ cây cảnh nan rừng các bạn ạ. Đây là cây địa lan các bạn nhá. Đó, địa lan nó có nhiều loại lắm. Loại này là loại hoa nó mọc cao các bạn này, nó mọc thành mầm mà mọc trên cao luôn. Đó. Rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Thân cây là lá này, cả gốc này. Đó, người ta đánh cả gốc ở đây người ta bán cho các bạn nhá. Toàn những cái đồ trên núi rừng thôi. Một gốc địa lan. Và bên cạnh nó cũng có một cây địa lan nữa này. Đó, cây này thì hoa nó mọc ở dưới gốc. Đó. Hoa nó mọc ngay dưới gốc thôi. Giống địa lan các bạn ạ, lan đất. Nó không phải là những cái loại lan mà nó mọc ở trên cây. Loại lan này nó cũng rẻ các bạn ạ. Bạn nào mà lấy gì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình nhá. Giống địa lan này. Và ngoài ra thì còn có một số loại lan khác các bạn ạ. Các bạn thấy không? Lá của nó khá là đẹp này. Lá to đẹp, khỏe. Phát triển mạnh các bạn nhá. Đó. Cái này nếu như mà trồng ra ngoài đất thì nó phát triển mạnh nữa cơ. Còn đây chỗ này người ta chỉ trồng ở bên trong cây chậu thôi nên nó chỉ nhỏ nhỏ như thế này. Đó, di chuyển ra bên này mình thấy bên này nữa cũng có một số loại lan nữa các bạn này. Ôi đẹp chưa các bạn ơi, đây là một giỏ lan này, đã ra hoa. Rất là đẹp, lan kiều tím các bạn này. Hoa màu tím các bạn nhé, màu tím là pha một chút màu trắng nữa và cái nhụy của nó là màu vàng, tên của nó là lan kiều tím. Giỏ này là khá là to và đã ra hoa rồi. Như cái giỏ này là có bốn nhánh hoa này các bạn này. Đó. Hoa của nó là màu tím pha chút màu trắng trắng và cái nhụy của nó màu vàng. Đó, khá là đẹp các bạn nhé. Như giỏ này là 1,5 triệu các bạn này. Đó, rất là đẹp. Các bạn nào mà lấy gì các bạn có thể alo cho mình nhá. Giỏ lan kiều tím. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Các bạn thấy hoa của nó này. Hoa rất là đẹp luôn. Và bên cạnh nữa thì cũng có một loại cây cảnh núi rừng nữa, cái loại này thì mọc ở bên suối này và nó có một cái hoa trắng trắng. Các bạn thấy hoa trắng trắng của nó này. Đó. Cái này thì là dành cho các bạn nào mà đam mê cây cảnh thì các bạn lấy về trồng trang trí rất là đẹp. Đến có một gốc lan nữa các bạn này. Đó. Cái này thì chưa ra hoa nên là chưa biết được nó là hoa của nó màu gì, nhưng đó cũng là một loại lan bán rất là nhiều ở chợ lan rừng cây cảnh này. Đó, chỗ này cũng có một cái giỏ các bạn này, giỏ người ta treo luôn ở gốc cây này. Đó, cho khách người ta xem. Cái giỏ này đang ra lụ các bạn ạ, sắp ra hoa rồi này. Đó, đang có lụ rồi, lụ màu tím tím, chuẩn bị ra hoa các bạn nhé. Đó, chỗ này là người ta bán luôn cả một cái gốc cây cây cảnh đây đây, cho các bạn nào mà thích thì các bạn lấy về trang trí trong nhà này. Rất là đẹp các bạn ạ. Thế vừa đấy là gốc cây kia thì mình chưa biết tên là gì ấy. Bây giờ cô đấy đã mang đây rồi. Đó.
À, như chỗ này là có một gốc cây này cô đã bán cho khách được rồi này. Đấy, và bây giờ đặt vào xe rồi, tí nữa khách chở về thôi. Với con nhận thêm 7 cục nữa rồi đấy hả? Chở 2 chuyến hả? Cái này vừa nãy nó nằm ở dưới đất nên là nhìn khó. Bây giờ mình ra chỗ này xem kỹ một chút này các bạn này. Đó, lá của nó cũng khá là nạ luôn. Các bạn nào biết cây gì, tên là như thế nào thì các bạn để lại bình luận cho mình nhá. Đó. Bởi vì cây cảnh núi rừng nó có rất nhiều loại. Này, đây cô gửi tiền xe hôm đây. Mày trả lên đấy cho cô. Nên là không thể nào biết hết được. Thế cái này có bán không? Bán thì lấy thôi. Đây là lá của nó các bạn này, thân lá này. Các bạn nào mà biết nó tên là gì thì các bạn để lại bình luận nhé. Rồi tiếp tục mình di chuyển sang bên này các bạn ạ. Bên này vẫn là một số là gốc địa la này các bạn này. Đó. Hoa hồng nữa. Và bên này là có một loại nữa là loại phi đập vàng, lan phi đập vàng. Đó, loại này rất phân biệt nhất này. Ở trên chợ Sapa cũng bán khá là nhiều, hoặc là chợ Cần Cấu cũng bán khá là nhiều phi đập vàng này. Nó có màu vàng đặc trưng luôn. Ở đây người ta bán từng giỏ một. Phi đập vàng các bạn ạ. Đó, bên này thì nó cũng có một mấy giỏ nữa, nhưng mà các bạn này nó chưa ra hoa các bạn nhé. Nó đang ra lụ thôi. Đây cũng là một loại lan các bạn này, nhưng mà lan này nó màu trắng các bạn nhé. Đó, người ta bán ở chợ Đồng Chợ 1. Hôm nay thì nó quá là nhiều luôn các bạn ạ. Chậu này khá là to rồi các bạn này. Anh ơi cho em hỏi cái chậu này bao nhiêu tiền chậu này đấy ạ? Triệu 2 cái chậu này. Đó. Cái chậu to đấy là triệu 2 các bạn nhé. Bây giờ mình áp sát một chút này để quay cho bạn xem. Đó, chậu này là triệu 2 này. Đó. Phát triển đầy một cái chậu rồi các bạn ạ. Đó, người ta bê cả chậu cho người ta bán này. Đó, lan trắng các bạn nhé. Đấy là tên của người ta nói như vậy thôi, chủ người ta nói như vậy thôi. Còn các bạn nào mà biết chính xác nó tên như nào thì các bạn cứ để lại bình luận nhé. Bởi vì là nó có rất nhiều loại lan các bạn ạ, lan có khoảng 100 loại. Nên là phải học hỏi, phải tìm hiểu mới biết được hết nó tên là gì. Còn mình thì mình biết một số loại thôi, mình không biết hết được các bạn ạ. Nên các bạn thông cảm nhé. Mình quay lên như này để chia sẻ cho các bạn. Các bạn xem và các bạn thấy được nó như thế nào, có đẹp hay không, hay là nó như thế nào thì bạn cứ để lại bình luận. Chúng ta vừa giao lưu vừa học hỏi mà. Đó, cái gì cái cũng phải học hỏi thì mới biết được. Nhưng mình đang rất là cần các bạn chỉ dẫn cho mình để xem là nó là những loại lan gì. Và bên cạnh nó cũng có một số loại lan nữa các bạn này, người ta làm sẵn vào cái gốc cây, vào cái khúc gỗ này các bạn này. Đó. Mà mang đây bán khá là nhiều. Bên cạnh nữa là có cả ốc đá, ốc rừng các bạn này. Đó. Đây chỗ này là người ta bán giá anh nghiến các bạn này. Thế cái này nó mọc vào cây nghiến giả anh? Ở trên cây bố thôi, bố sinh ra ấy. À. Chỉ có đó. Vâng. Cái loại này là tên của nó là giá anh nghiến các bạn nhá. Nó mọc ở thân cây gỗ rừng già ấy. Có nghĩa là những cây gỗ nó rất là già và rất là lâu đời rồi. Và những cái củ này nó mọc ra các bạn này. Đó. Mọc ở những cây gỗ rừng già các bạn nhá. Đó, tên là củ giá anh nghiến. Ngoài lê các bạn này. Lê này là lê ở trên rừng các bạn nhá. Bây giờ đang là mùa lê rừng nó. Người ta bán ở đây cũng khá là nhiều. Giống lê này cực kỳ là ngọt các bạn ạ. Không hề có thuốc sôi, thuốc bảo quản gì. Đó, những cây lê rừng nó không giống như kiểu là lê Trung Quốc hay lê con người trồng đâu. Giống lê này nó rất là ngọt. Mà nó sạch sẽ các bạn nhá. Ở bên này là cũng có rất nhiều những gốc đan người ta để ở đây. Ở đây nó cũng là một gốc nữa các bạn này. Với nhiều hình thế khác nhau. Hôm nay thì là có rất nhiều lan trồng luôn vào cái khu vực này, rất là tấp lập. Khách đến đây người ta xem rất là nhiều. Đây cũng có một cái giống lan nữa các bạn này. Đây là lan này của nó có màu trắng trắng này, lọ và nhụy của nó màu tím các bạn nhé. Loại lan này là phi điệp tím Thanh Hóa các bạn nhé. Đó. Sở dĩ nó có tên là phi điệp tím bởi vì nó có màu tím bên trong các bạn này. Đó. Cái hốc ấy thôi các bạn. Vâng. Cái này
là nó kiểu nó biến đổi rồi. Vâng. Chứ còn chính là cái lá này nó cũng cái tinh hết mà nó lại nó lai tạo đấy nhở? Lai tạo. Vâng. Nó gọi là loại gì ạ? Phi đẹp tím Thanh Hóa. Phi đẹp tím của Thanh Hóa các bạn ạ. Vừa đấy chú ấy có nói là nếu mà cái loại gốc của nó ấy, nguyên bản của nó là màu tím hết, cái gốc này thì nó đã được lai tạo rồi, có cái màu trắng trắng các bạn này. Đó, phi đẹp tím Thanh Hóa các bạn nhá. Bên cạnh phi đẹp tím Thanh Hóa thì có lan kiểu vàng các bạn này. Đó, nó màu có màu vàng các bạn nhá. Cái này nó là quy trồn, nó có màu vàng rất là đẹp các bạn ạ. Lan kiểu vàng. Và chỗ này là có một giỏ lan rất là bắt mắt ở đây các bạn này. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Đó là lan trồn các bạn nhé. Giới thiệu với các bạn đây là một giống lan vô cùng là đặc biệt. Đó là lan đuôi trồn tím các bạn này. Đó, nó có hai loại đuôi trồn tím và đuôi trồn trắng. Như bên cạnh đây là loại đuôi trồn trắng này, hoa của nó màu trắng. Còn bên này là đuôi trồn tím các bạn này. Đó, nói chung cái loại nó dài dài như này người ta gọi là lan đuôi trồn. Đó, màu tím thì gọi là đuôi trồn tím, còn ngoài trắng gọi là đuôi trồn trắng các bạn nhá. Đó, mình mỏi tay quá, khá là nặng. Bên này cũng thế các bạn này, bên này nó có hai nhánh hai bông rồi. Đó, mình bê hẳn như này lên để cho bạn xem nó rõ nhất, chi tiết nhất, chứ người ta để dưới đất là hơi khó nhìn các bạn ạ. Chú cái giỏ này bao tiền hả chú? 300.000 cái giỏ này. Đó, khá là đẹp các bạn nhá. Nó cũng không phải là đắt đâu, nó rẻ thôi, có 300.000 cái giỏ này thôi. Các bạn nào mà lấy gì thì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình hoặc là nhắn tin qua Facebook, qua Zalo nhá. Đó, nan đuôi chuồn tím các bạn ạ. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ này, giống hoa lan đuôi chồn tím. Đó, cực kỳ là ấn tượng các bạn nhá. Đó, giỏ này nó cũng rẻ thôi các bạn ạ, 300 các bạn ạ. Đó, người ta làm sẵn cái giỏ đây rồi, quá là đẹp, quá là ấn tượng các bạn nhá. Đó, bây giờ mình di chuyển sang mạng bên trong này. Mạng bên trong này thì là người ta bán một số loại khác như là cây cảnh các bạn này. Ở đây có rất nhiều cây cảnh nhưng mà dân bản ở đây người ta cũng không biết tên. Và đây có một loại nữa, loại thất diệp nhất chi hoa các bạn này. Đó, các bạn ra chợ các bạn thấy loại này thì các bạn sẽ biết được rằng nó là thất diệp nhất chi hoa, hay còn gọi là cây tam thất các bạn ạ. Đó, tam thất thì các bạn thấy là người ta bán rất nhiều củ tam thất ở các chợ phiên vùng cao ấy, và mình đã có một vài cái video về thảo dược vùng cao rồi, trong đó là tam thất thì mình quay khá là kỹ rồi về hoa tam thất này, củ tam thất này. Còn đây là cây của nó các bạn nhé. Đó, hôm nay là review cân cảnh một cái cây hoa tam thất, một cái cây tam thất cho các bạn xem. Đó, đó, nó có tên là thất diệp nhất chi hoa này. Như cây này là có 7 lễ các bạn ạ, 7 lễ tức là nó có 7 lá các bạn nhé, 7 nhánh này, 7 nhánh lá các bạn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, 7 lễ. Có cây thì 10 lễ, có cây thì 8 lễ các bạn nhé. Như cây này thì là 4 lễ các bạn này. Đó, có 4 nhánh lá thôi. Như cây này mình sang bên xem nào. Cây này là cũng 7 lễ các bạn này. Đó, thất diệp nhất chi hoa. Mình quay cận cảnh thì bên dưới cho nên cho bạn xem nhé. Đó, cây thì khá là cao, khá là dài các bạn ạ. Thất diệp nhất chi hoa, 8 ở chợ lan rừng cây cảnh các bạn nhé. Ngoài ra chỗ này mình thấy người ta bán khá là nhiều giá nghiến các bạn này, tức là rễ của cây nghiến đấy. Đó, cây nghiến các bạn biết là cái gỗ của nó rất là chắc, thân của nó rất là chắc, nó người ta bán. Và đây là những cái rễ của nó này, người ta lấy ra đây người ta bán, tên là rễ nghiến mà có tên gọi khác là giá nghiến các bạn nhé. Đó, loại này trông nó thế này thôi nhưng nó không phải là cứng đâu các bạn ạ, nó mềm các bạn nhé, nó cũng mềm thôi. Đấy, ấn được bạn này. Đó, cái loại này, loại này nó màu đỏ các bạn ạ. Đó, rễ của cây nghiến này còn gọi là dái nghiến các bạn nhé.
nó bán rất là ấn tượng đây luôn các bạn nhé, bán rất là ấn tượng các bạn ạ. Chữa đau lưng xương khớp bằng cách nào các bạn lấy về đun nước uống này, hoặc là ngâm rượu uống các bạn ạ. Đó, dài nghiến các bạn nhé. Đó, còn chỗ này là có một quả nữa này, quả này gọi là quả dâu rừng. Đó, tên gọi khác nữa là quả thanh mai các bạn ạ. Đó, tên khoa học gọi là quả thanh mai, còn dân dã gọi là quả dâu rừng. Quả này ăn nó có vị chua chua ngọt ngọt. Cái này các bạn lấy về ngâm rượu thì là uống khá là hay các bạn ạ, khá là thú vị. Đó, quả dâu rừng. Đó, các bạn nào mà lấy gì thì các bạn alo cho mình nhá. Đó, bên này cũng thế này các bạn này, dâu rừng. Cái này ăn nó khá là chua chua các bạn ạ, chua chua ngọt ngọt. Mai á, thanh mai à, cây thanh mai này, cây bị trồng đây. Đấy là cái quả thanh mai, còn đây là cái cây của nó các bạn này. Đó, vừa nãy là mình quay bạn xem cái quả của nó rồi, còn và mình cũng nhìn thấy cái lá rồi, và đây là cây của nó các bạn nhá. Thân cây các bạn này, các bạn đi rừng hoặc các bạn nhìn ở đâu thấy cây nó như thế này gọi là cây thanh mai các bạn này. Đó, cây thanh mai lá nó như thế này các bạn nhé. Đó, lá như thế này này là thân của nó, là thân cây gỗ. Chợ làm rừng cây cảnh khá là nhiều các bạn ạ, quá là nhiều luôn, quá là đẹp, chợ rất là đẹp các bạn ạ. Tiếp tục mình di chuyển sang bên này các bạn này. Bên này là cũng có một gian hàng bán lan với rất nhiều những cái giỏ. Giỏ này giỏ lan tím các bạn này, nó phi đẹp tím đang ra hoa rồi. Đó, các bạn thấy chưa, màu tím rất là đẹp luôn. Cái này bao tiền một giỏ này anh? À, anh đang xem. À, anh cứ xem đi, đẹp mà nhỉ, đang ra hoa này, khá là đẹp này. Đó, giỏ lan phi đẹp tím các bạn nhá, lan bán lan liệt ở chợ lan những cây cảnh. Wow, chỗ này nữa các bạn này, chỗ này là phi đẹp trắng các bạn này. Đó, cái này người ta trồng trong một cái giỏ, nhìn khá là đẹp, và cái này nó đã ra hoa rồi, đẹp tuyệt vời các bạn ạ. Đó, nói chung là các bạn nào mà đam mê cái loại lan này thì các bạn lấy về mà trồng, mà chăm chỉ, mà trang trí, mà chăm sóc thì rất là tuyệt vời luôn. Và chỗ này mình thấy người ta bán thớt, các bạn này, thớt nghiến này. Đó, thớt nghiến rất là nhiều luôn. Đó, lặng trình trịch các bạn ạ. Loại 30, loại 50, tức là cái đường kính của nó ấy. Bạn nào mà lấy thớt nghiến thì các bạn có thể alo cho mình nhé. Đó, có cái thớt này rất là to các bạn này. Nó nghiến 100%, rất là cứng luôn. Gỗ nghiến là loại gỗ rất là chắc, làm thớt thì quá là tuyệt vời các bạn ạ. Tiếp theo bên trong này thì mình thấy bán khá là nhiều lan này, và những cái phôi gỗ các bạn này. Đó, ở ngoài kia bán khá là nhiều rồi, trong này cũng bán như vậy các bạn nhá. Đó, trong này hình thù của nó không đẹp như ngoài kia, ngoài kia thì nó nhiều hình thù nó đẹp hơn, nó có nhiều hình thù khác nhau các bạn ạ. Các bạn nào thích loại nào thì các bạn lấy ở đấy. Đúng thằng phu đấy. Đó, đây cũng là một cái loại khu gỗ để trang trí các bạn này, gốc này gốc nghiến các bạn nhé. Người ta lấy về, người ta mang ra đây bán cho khách các bạn ạ, rất là đẹp luôn các bạn nhé, dành cho những bạn nào mà đam mê cái giống này. Anh có rồi, anh có nồng rồi. Lên chuẩn luôn. Chỗ này người ta bán không biết là con gì nữa, mình xem là nhé. Chỗ này người ta bán khá là nhiều con, những con sóc rừng này. Quát hai con ở trong này ra thế nào? Như cái lồng kia có hai con thì người ta đang bảo bán là 300.000. Đó. 200 bảy nhé, bảy bảy bởi vì mũi nó phá lồng.
Đây là những con sóc mà người ta bắt được trên rừng về các bạn ạ. Đó. Sóc rừng các bạn nhé, không phải là sóc nuôi đâu. Bây trên rừng về. Đó. Chỗ này là cũng khá là nhiều, tầm khoảng chục con. Qua nào mà lấy cái gì bạn alo cho mình nhé. Đó. Bên này cũng bán khá là nhiều điện nan rồi. Và một số loại khác nữa. Chỗ này là người ta bán một giống nan nữa, một loại nan nữa là nan tai thỏ các bạn ạ. Đó. Màu tím. Sở dĩ nó có tên là tai thỏ bởi vì là cái lá của nó ấy, giống như tai con thỏ ấy. Đây gọi là nan tai thỏ các bạn nhá. Đó. Khá là đẹp, khá là bắt mắt các bạn ạ. Nói chung là chợ lan rừng với cảnh này là rất là nhiều đồ lạ, đồ quý hiếm. Toàn những đồ trên rừng thôi. À, chỗ này là mình thấy ấn tượng nhất, đó là một cái điếu cày các bạn ạ. Đó, cái điếu cày này làm từ gốc tre này. Và người ta tạo hình cho nó thành một con chim. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là chân tay này, rồi có chân của nó này. Một cái điếu cày khá là hay, khá là thú vị các bạn ạ. Các bạn nào muốn lấy thì các bạn có thể alo cho mình nhé. Đó, sang bên này là người ta cũng bán khá là nhiều lan rừng nữa. Và cây cảnh. Cái hồ đấy hai thế rồi. Thế là hai chiều một tháng đây. Cái này nó ở chú bạn đúng không ạ? Chú này là có một cây địa lan các bạn này. Cây này đã ra hoa rồi. Cái này có đổ và hoa màu trắng. Cái này nhiều lan. Đó, cái này người ta đang trao đổi mua bán với nhau các bạn ạ. Hai nào đổ ra dễ vào nó ra ngay. Đấy, thì sao không có dễ. Có tháo địa lan rừng các bạn nhá. Địa lan các bạn ạ, màu hoa của nó màu trắng. Đó, người ta đang kiểm tra xem là có dễ không, chỉ sợ là không có dễ về trồng nó lại chết, hỏng củ tỏi thì nó hơi phí. Bây giờ chú đang tháo ra để kiểm tra các bạn ạ, cho khách chọn xem. Đây là toàn mũi củ không rồi thôi. Nhà này hoa rất là đẹp. Đấy, có dễ các bạn nhá. Đó. Nó có dễ các bạn ạ. Mới đầu người ta tưởng là không có dễ thì người ta tháo ra kiểm tra, nhưng mà nó có dễ các bạn nhá. Về trồng sống 100%. Địa lan trắng các bạn ạ. Đó, hoa của nó khá là đẹp luôn. Ngoài ra chỗ này mình thấy là có một số loại phôi gỗ này. Loại này thì là đã bị mất hết cái vỏ, cái thịt rồi, còn mỗi cái lõi của nó thôi. Đó, và trông giống như kiểu là những cái bộ xương các bạn ạ. Trông bạc được bao tiền cây nào? Trông bạc cái gì? Cây này gọi là cây trường mật các bạn ạ. Nó tên gọi nó là cây trường mật. Đó, còn mỗi cái lõi của nó thôi. Các bạn nào mà lấy thì các bạn có thể là alo cho mình nhá. Thứ lâu dư một loại, thứ này loại nó trắng. Đúng rồi. Đó, loại nó hư, loại nó lắng. Quá là đẹp các bạn ạ. Cây này nó cao không ấy? Không có, không có máy. Trường mật, tên là trường mật. Rồi vậy là từ lên giờ mình đã được các bạn đi khám phá trải nghiệm chợ lan rừng cây cảnh rồi. Thì bạn xem các bạn cũng có thể nắm bắt được rồi, chợ lan rừng cây cảnh có rất nhiều loại, đa sắc màu các bạn ạ, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Các bạn nào mà lấy loại nào thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Và video của mình đến đây là kết thúc. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Chào các bạn nhé.